Rồi, xin chào 500 anh em nha. Hôm nay team mặt bự sẽ thật đẹp. Đây, con đầu tiên là DHK Maximus nè. Con này không phải bánh zin nha, con này gắn bánh bự hơn chút xíu. Body khác. Con thứ hai là GLB Extreme Jockey ha, 2101. Rồi, con thứ ba là Hong No Mars HNR. Cả ba con đều đi bộ điện zin nha. Ngày hôm nay chúng ta chạy với pin 2S thôi. Một, hai, ba. Đây là đổi sang pin 4S nha, bắt đầu nha. 1, 2, 3. Tới khúc đó là ta phải đá thắng lại rồi ta quẹo. Hey!